Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 9 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là cái bài số 3, bảng lượng giác. Thì cái bài bảng lượng giác này thì mình sẽ không không có hướng dẫn, tại vì phần lớn là bây giờ cái bảng hướng dẫn này nó không còn cấp thiết, cũng như không còn ứng dụng gì nhiều nha các bạn. Thì cái bảng lượng giác này thì cũng giống như là một cái bảng của chuyên nhân, hay còn gọi là bảng, nó cũng giống như là bảng hóa học đó. Vậy là sao ạ? Vậy thì dựa vào cái bảng đó mình sẽ biết được là giống như bảng của chuyên nhân thì mình, nếu mà nhân 2 thì bảng của chuyên thì mình nhìn vô cái cột bảng của chuyên nhân 2, nếu mà nhân 3 thì mình sẽ nhìn vô cột bảng chuyên của chuyên nhân 3, và nhân 4 thì mình nhìn vô bảng của chuyên nhân 4, vậy thôi đó. Vậy là giống như cái bảng lượng giác cũng vậy, dựa vào số đo gốc, dựa vào số đo gốc mình sẽ tính được giá trị của góc sin, cos, tan, hoặc là ngược lại dựa vào giá trị, hay còn gọi là tỷ tỷ số lượng giác của góc sin, cos, tan thì mình tìm ra được được gốc thôi đó, ghê chưa ạ? Đó là hình dung. Mình nói lại nha, dựa vào bảng lượng giác thì mình dựa vào số đo gốc thì mình sẽ biết được tỷ lệ lượng giác, hay còn gọi là giá trị lượng giác. Giá trị lượng giác chính là sin của góc đó bao nhiêu độ, sin góc bao nhiêu độ thì bằng bao nhiêu, cos góc đó bao nhiêu độ bằng bao nhiêu, tan góc đó bao nhiêu độ bằng bao nhiêu, cotan góc đó bao nhiêu độ bằng bao nhiêu. Đó gọi là bảng lượng giác. Thì bảng lượng giác cũng giống như là cái bảng bảng nhân bảng của chuyên nhân, hay còn gọi là bảng, cũng giống như bảng hệ thống, bảng gọi là bảng các nguyên tố hóa học đó. Nếu mà bạn nào mà đã mua cái bảng nguyên tố hóa học rồi thì các bạn sẽ thấy đó. Hoặc là các bạn học ở chương trình kiểu cấp 1 thì các bạn có học là gọi là bảng của chuyên nhân, nó cũng giống nhau thôi các bạn, cái cách bố trí nó cũng như vậy thôi. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chuyên mục về bảng lượng giác, nhưng mà cách tính tỷ số lượng giác bằng máy tính nha các bạn, bằng máy tính, và cách tính gốc của lượng giác bằng máy tính luôn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.